Sách xuất Ai Cập Ký, chương 13 Hiến dâng con đầu lòng Chúa phán dạy môi xe Dân Israel phải hiến dâng cho ta tất cả các con trưởng nam Con đầu lòng của Israel đều thuộc về ta Kể cả con trưởng nam của loài người và con đầu lòng của súc vật Sau đó môi xe nói với dân chúng Hãy kỷ niệm ngày này là ngày anh chị em ra khỏi Ai Cập ra khỏi đất nô lệ vì Chúa đã đem anh chị em ra bằng cánh tay quyền năng của Ngài. Đừng ăn món chi có men. Anh chị em ra đi hôm nay vào tháng riêng khi Chúa đã đem anh chị em vào xứ của người Canaan, Hethit, Amorit và Rebusit. Xứ Ngài đã hứa ban cho tổ phụ anh chị em là xứ tràn trề sữa và mật ong. thì anh chị em phải giữ lễ này vào tháng này trong 7 ngày phải ăn bánh không men và đến ngày thứ bảy phải tổ chức lễ thờ phượng chúa trong suốt 7 ngày này phải ăn bánh không men giữa vòng anh chị em sẽ không có món gì có men và không được thấy men trong toàn lãnh thổ vào ngày đó anh chị em nói cho con cái cha làm như vậy vì điều chúa đã làm cho cha khi Ngài đem cha ra khỏi xứ Ai Cập. Việc giữ lễ này đối với anh chị em sẽ như một dấu trên tay, một kỷ niệm trên trán Để nhắc nhở luật pháp của Chúa nơi môi của anh chị em, vì Chúa đã dùng cánh tay quyền năng đem anh chị em ra khỏi đất Ai Cập, anh chị em phải giữ mạng lệnh này vào đúng thời điểm ấn định từ năm này qua năm khác. Khi Chúa đã đem anh chị em vào xứ của người Canaan, và ban xứ ấy cho anh chị em. Như Ngài đã thề hứa với anh chị em và với tổ phụ thì anh chị em phải dâng hiến cho Chúa tất cả các con trưởng nam, tất cả các con đực đầu lòng của bầy súc vật cũng thuộc về Chúa. Phải dùng cừu con để chuộc con lừa đầu lòng, nhưng nếu không chuộc thì phải bẻ cô lừa. Phải chuộc lại tất cả con trưởng nam của anh chị em. Trong tương lai, khi con cái hỏi anh chị em ý nghĩa của việc này là gì hãy trả lời với cánh tay quyền năng chúa đã đem chúng ta ra khỏi ai cập là đất nô lệ khi pharaon ngoan cố không chịu để chúng ta đi chúa đã sát hại tất cả các con đầu lòng trong xứ ai cập cả người lẫn súc vật đó là lý do tại sao cha hiến dâng cho chúa tất cả các con đầu lòng của súc vật và chuộc lại con trưởng nam của cha Điều ấy sẽ là dấu ghi trên tay và kỷ niệm trên trán để anh chị em nhớ rằng Chúa đã dùng tay quyền năng đem chúng ta ra khỏi Ai Cập, đi băng qua biển. Khi Pharaoh để cho dân Israel ra đi, Đức Chúa Trời không dẫn họ theo con đường đi ngang qua xứ Phinitin là đường ngắn nhất vì Đức Chúa Trời phán rằng nếu gặp chiến tranh, chúng có thể đổi ý mà quay trở về Ai Cập. Vì vậy, Đức Chúa Trời dẫn dân chúng đi vòng con đường sa mạc về hướng biển đó. Khi ra khỏi Ai Cập, dân Israel đã được vũ trang để chiến đấu. Môi xe đem theo mình hài cốt của Joseph vì Joseph có bảo các con của Israel thề và nói rằng chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ đến cứu giúp các anh và lúc đó các anh phải đem hài cốt của tôi theo khi đi ra khỏi xứ này sau khi rời sukot dân israel đóng trại tại elam giáp ranh sa mạc ban ngày chúa đi trước họ trong một trụ mây để dẫn đường và ban đêm trong một trụ lửa để chiếu sáng như vậy họ có thể đi cả ngày lẫn đêm trụ mây vào ban ngày và trụ lửa vào ban đêm không bao giờ lìa khỏi họ